thaovip.com xin chào bạn. Bạn Tuấn Anh ở Điện Biên. Sau khi xem được video chiếc xe đạp Sava Pro 380S lên sóng thì anh đã liên hệ với shop ngay. Ở Điện Biên thì bạn đã biết đường đồi núi đèo núi thì cũng khá nhiều, nên được sử dụng một chiếc xe đạp địa hình tốt là điều tuyệt vời. Vâng, và anh đã bắn đi một thời gian và hôm nay bạn đã quay trở lại và đặt hàng luôn và chuyển tiền 100% cho shop. Vâng, sự uy tín của shop là niềm tin cho bạn, nên việc chuyển tiền 100% là điều rất bình thường, bởi tất cả những sản phẩm shop đưa lên xe đạp thể thao vip.com đều rất chi tiết và đầy đủ, rất chi tiết, hay kể cả những video shop quay tất cả chi tiết, nên việc đặt xe luôn là chuyện rất bình thường. Và rất nhiều khách hàng đến với shop cũng đã chuyển tiền 100% đơn hàng còn lại. Và đây là chiếc xe của bạn Tuấn Anh ở Điện Biên đặt. Vâng, mời bạn cùng xem trước khi gửi hàng cho khách. Shop đều mở ra kiểm tra và đóng phụ kiện bạn nhé. Vâng, xe nhập về tới Việt Nam thì nguyên thùng nguyên chiếc như này bạn nhé. Đấy, nguyên đa nguyên kiện, một thương hiệu Sava rất nổi tiếng, chất lượng cao, giá thành hợp lý thì không có lý do gì mình không mua, mình sử dụng cả. Và tất cả những khách hàng mua xe Sava đều đã gửi những phản hồi rất tốt về những chiếc xe, những sản phẩm mua tại shop, những sản phẩm Sava như thế này. Đó, thùng đóng rất chắc chắn bạn nhé. Đây, dây đài dây nhựa rất chắc chắn, mở rất là khó. Rồi, ok, nhập về Việt Nam nguyên thùng chiếc này. Bạn Tuấn Anh đã đặt chiếc xe đạp Sava Pro 380S. Đây là phiên bản mới nhất hiện nay, đây là phiên bản cao nhất của model 380, phiên bản Pro. Hàng nhập về tới Việt Nam nguyên thùng nguyên chiếc, được bó rất gọn gàng chắc chắn như thế này. Bạn muốn xem chi tiết chiếc xe đạp này, vui lòng truy cập trang web xe đạp thể thao vip.com hoặc kích đường link bên dưới bạn nhé. Kích đường link bên dưới đã có đầy đủ chi tiết chiếc xe đạp này để bạn xem. Thứ nhất, mình tiện đây cũng giới thiệu sơ bộ với bạn luôn. Đây là một chiếc xe đạp full nhôm model Pro 380S. Đấy, cỡ 26. Đây, bạn thấy này, Pro 380S. Đấy, cỡ bánh 26 inch, khung full nhôm. Mối hàn xử lý toàn bộ cáp âm khung. Đặc biệt, bộ tem này được làm vân trổ chạm, chạm trổ rất là đẹp luôn bạn nhé. Đấy, rất là đẹp luôn. Chạy full rub Shimano Antus M2000, một dòng bộ chuyển động cao cấp nhất của Antus hiện nay. Xe chạy cực mượt, cực êm luôn. Có những đánh giá rất tốt về chiếc xe đạp này do chính khách hàng đến mua từ shop gửi về. Và đặc biệt, chiếc xe đạp này sử dụng cục dầu có khóa hành trình trên tay lái bạn nhé. Đây này, những xe mà có cáp chạy như này còn là có khóa hành trình trên tay lái bạn nhé. Đó, hiện nay xe đạp thể thao vip.com đã đưa đầy đủ tất cả các thông tin lên. Bạn có thể đặt hàng trực tiếp trên web xe đạp thể thao vip.com hoặc đặt hàng qua số điện thoại 0983315936. Shop sẵn sàng nhận Zalo, cuộc gọi, tin nhắn của bạn. Và đến với shop chắc chắn bạn sẽ mua được xe với chiếc xe đạp tốt và giá thành hợp lý nhất. Và đặc biệt, shop miễn phí vận chuyển đến tận nhà cho bạn. Bạn chỉ cần gọi điện đặt hàng và nhận xe. Và chiếc xe đạp này sẽ được bảo hành 1 năm bạn nhé. Bảo hành chính hãng 1 năm. Một lần nữa, cảm ơn bạn đã xem video. Bạn đừng quên đăng ký kênh. Shop sẽ đăng những video về những sản phẩm mới nhất. Và đặc biệt, có những video shop đưa những sản phẩm bán với giá hủy diệt, sập sàn. Chắc chắn bạn sẽ chọn mua được chiếc xe đạp như ý cho mình, cho người thân và bạn bè. Một lần nữa, cảm ơn bạn đã xem video. Hẹn gặp lại bạn ở những video tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.